Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, phong trào Hezbollah tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 giờ địa phương nhằm vào trụ sở của cơ quan tình báo Israel gần Tel Aviv. Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo qua đường 1 vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, tức 10 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam, nhằm vào trụ sở Mossad. Quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa được phát hiện bay từ Liban sau khi tiếng còi báo động vang lên ở trung tâm kinh tế Tel Aviv chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại trong khi quân đội Israel khẳng định không có thay đổi nào đối với hướng dẫn phòng thủ dân sự văn phòng thủ tướng Israel ngày 25 tháng 9 thông báo thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định hoãn chuyến công tác tới New York Mỹ tham dự cuộc họp của đại hội đồng liên hợp quốc trong ngày 25 tháng 9 để tiến hành các cuộc tham vấn thảo luận về tình hình xung đột hiện nay với Hezbollah Căng thẳng dọc biên giới Liban, Israel đã leo thang kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 sau khi lực lượng Hezbollah ở Liban phóng rocket vào Israel để ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine ở giải Gaza. Israel đã đáp trả bằng pháo hạng nặng nhắm vào đông nam Liban. Từ đầu tuần này, Israel bắt đầu chiến dịch không kích diện rộng nhằm vào Liban sau khi tuyên bố giai đoạn mới trong nỗ lực chống lại lực lượng Hezbollah để đưa hàng chục nghìn người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Trong một tuyên bố chung sau khi kết thúc cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Iraq và Jordan đã chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, cảnh báo động thái này đang đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Ngoại trưởng các nước kêu gọi giảm căng thẳng nguy hiểm trong khu vực bằng cách chấm dứt xung đột tại Gaza. Các chuyên gia quân sự cho rằng lực lượng Hezbollah ở Liban có thể sử dụng chiến thuật tương tự như của Nga ở Ukraine để áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Theo các nhà phân tích quân sự, lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban có thể sử dụng chiến thuật tương tự như chiến thuật của Nga ở Ukraine, theo đó phóng hàng loạt máy bay không người lái UAV và tên lửa để áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Hezbollah cũng có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự quan trọng, cảng biển và lưới điện của Israel. Nhận định trên được đưa ra sau khi Liban chứng kiến ngày đẫm máu nhất trong hàng chục năm qua. Theo các quan chức y tế nước này, các cuộc không kích của Israel ngày 23 tháng 9 đã khiến 558 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Có nhiều đồn đoán cho rằng Israel đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào miền nam Liban. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Hezbollah đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ hơn và tinh vi hơn kể từ sau cuộc chiến gần đây nhất với Israel năm 2006 và họ có thể đáp trả mạnh mẽ. Nếu Hezbollah quyết định tấn công Israel, chiến thuật mà Nga sử dụng ở Ukraine có thể là bài học có giá trị đối với họ. Helbola được cho là đã tích trữ tên lửa vào máy bay không người lái trong nhiều năm qua, báo cáo của trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế công bố vào tháng 3 năm nay cho biết, lực lượng này có thể sở hữu 120.000 đến 200.000 tên lửa cả dẫn đường và không dẫn đường, trong đó có cả tên lửa tầm bắn lên tới 500 km kho UAV của Hezbollah chủ yếu do Iran cung cấp và được sử dụng để do thám cũng như tấn công. Trong số này có cả UAV có tầm hoạt động lên tới 2.000 km. Các cuộc tấn công với loạt tên lửa và bầy đàn UAV có thể áp đảo hệ thống vòm sắt, hệ thống phòng không di động của Israel. Vòng sắt gồm có mỗi khẩu đội có 3 đến 4 bệ phóng tên lửa cơ động, mỗi quả tên lửa đánh chặn của vòm sắt có giá ước tính từ 40.000 đến 50.000 đô la Mỹ. Triển khai vòm sắt ở các vị trí chiến lược có thể tạo ra hàng rào phòng thủ chống lại tên lửa, súng cối và máy bay không người lái trong phạm vi lên đến 160 km vuông ở các khu vực đông dân cư. Israel tuyên bố tỷ lệ đánh chặn thành công của vòm sắt là trên 90%. Dù vậy, hồi tháng 6, giới chức Mỹ và Israel thừa nhận rằng Hezbollah có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không vòm sắt của Israel ở phía bắc nước này, đặc biệt là với một cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác. Chiến thuật này tương tự như khi Nga tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các cuộc tập kích như vậy thường khiến hệ thống phòng không của Ukraine bị áp đảo. Các nhà phân tích cũng cho rằng Hezbollah đã học được những bài học quý giá khi hợp tác với quân đội Nga ở Syria. Tháng 11 năm 2023, Mỹ từng nói rằng lực lượng Wagner của Nga đã chuẩn bị cung cấp cho Hezbollah các hệ thống phòng không Panzer 1 của Nga. Một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang Liban và Nga đang được củng cố. Theo Al Jazeera, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 theo giờ The Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Liban Firat Abiyab cho biết đã có 558 người chết do các cuộc không kích của Israel vào nước này, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ. Tờ báo nhấn mạnh thông tin này bác bỏ tuyên bố của Israel rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hezbollah Ngoài ra, có ít nhất 1.835 người bị thương và 54 bệnh viện đang được huy động để điều trị cho nạn nhân. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi bảo vệ dân thường sau các cuộc không kích của Israel vào Liban hôm 23 tháng 9. Được mô tả là ngày tăng tóc nhất trong nhiều năm. Al Jazeera cho rằng đây là ngày chết chóc nhất tại đây kể từ cuộc chiến Israel-Hezbollah năm 2006. Luật nhân đạo quốc tế rất rõ ràng tất cả các bên trong một cuộc xung đột vũ trang phải luôn phân biệt giữa dân thường và những người tham chiến giữa các mục tiêu dân sự và mục tiêu quân sự. Người pha ngôn văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Ravina Shamdasani cho biết trong một tuyên bố cần phải liên tục chú ý để bảo vệ dân thường và các mục tiêu dân sự. Luật chiến tranh cũng yêu cầu tất cả các bên phải tuân thủ nguyên tắc tương xứng. Tuyên bố nói thêm. Đồng thời văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi các cuộc điều tra độc lập, toàn diện và minh bạch về các vụ việc khiến dân thường bị sát hại hoặc bị thương nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Palestine đã cảnh báo rằng việc Israel mở rộng cuộc xung đột đối với Hezbollah và kêu gọi các nỗ lực quốc tế mới để chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, tờ Jerusalem Post đã trích lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Hezi Halevi nói rằng lực lượng này sẽ tăng tốc các hành động tấn công ngày hôm nay và tăng cường cho tất cả các đơn vị. Cũng theo tờ báo trên, ông Halevi nói thêm, Chúng ta không được để Hezbollah có cơ hội nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động hết công suất. Tình hình hiện tại đòi hỏi phải tiếp tục các hoạt động chuyên sâu trên mọi mặt trận. Hezbollah cho biết họ đang nhắm vào một số khu vực quân sự của Israel trong đêm 23 tháng 9, bao gồm một nhà máy sản xuất chất nổ bên trong biên giới Israel khoảng 60 km và một sân bay gần thị trấn Afula. Cuộc giao tranh đã làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ, đồng minh thân cận của Israel và Iran quốc gia có các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông sẽ bị lôi kéo vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Hôm 24 tháng 9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột khu vực, nhưng cho biết Hezbollah, tổ chức mà Iran đã giúp thành lập vào năm 1983, không thể tự mình chống lại Israel. Người đứng đầu hoạt động đối ngoại của EU, Joseph Borrell, mô tả cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah gần như là một cuộc chiến tranh toàn diện. Giới chức Israel cho biết, sự gia tăng không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở Liban là nhằm buộc nhóm này phải đồng ý với một giải pháp ngoại giao, ngừng các cuộc tấn công vào Israel hoặc đơn phương rút quân khỏi khu vực gần biên giới. Thông báo đêm qua của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, hơn 250 lượt máy bay chiến đấu đã phóng khoảng 2.000 quả tên lửa và đạn pháo, tấn công hơn 1.500 mục tiêu của Hezbollah tại 200 vị trí khác nhau trên lãnh thổ Liban, tập trung ở khu vực phía nam và thung lũng BK ở miền đông. Hầu hết các cuộc không kích nhắm vào các ngôi nhà được Hezbollah sử dụng để cất trữ vũ khí và đạn dược Cùng với sự tham gia của một đường lớn máy bay không người lái, các chiến đấu cơ Israel đã phá hủy 400 bệ phóng tên lửa tầm trung, 70 kho vũ khí cùng khoảng 80 tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định chiến dịch không kích hai ngày qua đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh của Hezbollah. Về các cuộc tấn công từ phía Hezbollah, quân đội Israel cho biết nhóm vũ trang đối địch trong ngày 24 tháng 9 đã phóng hơn 300 quả tên lửa tập kích nhiều khu vực ở phía bắc Israel như hạ Galilee, Vịnh Haifa, cao nguyên Golan, biển Safit, thung lũng Jezreel, khu vực Tây Galilee. Tính chung trong hai ngày 23 và 24 tháng 9, Hezbollah bắn tổng cộng hơn 500 quả tên lửa về phía Israel, là lần tập kích hỏa lực ác liệt nhất của Hezbollah vào Israel kể từ khi giao tranh bắt đầu bùng phát tháng 10 năm 2023. Về tình hình thương vong, quân đội Israel khẳng định các cuộc tấn công của Hezbollah trong hai ngày qua khiến hai dân thường bị thương nhẹ, không có trường hợp tử vong. Trong khi đó tại Liban, Bộ Y tế nước này tối qua thông báo có thêm 6 người chết và ít nhất 15 người bị thương trong cuộc không kích của Israel vào khu vực Dahieh ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Cuộc không kích được cho là đã hạ sát chỉ huy đơn vị tên lửa của Hezbollah. Trước đó, Bộ Y tế Liban chiều qua xác nhận các cuộc không kích của Israel vào Liban trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 khiến 558 người chết, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ. Số người bị thương là 1835 người, gồm nhiều dân thường đây là số thương vong vì chiến sự tính theo ngày nghiêm trọng nhất tại Liban trong hơn 30 năm qua. Ngày 23 tháng 9, Israel mở đợt không kích lớn nhằm vào hơn 300 mục tiêu Hezbollah ở phía nam, thùng lũng BK ở phía đông và vùng phía bắc gần Syria. Chính quyền Liban thông tin, cuộc không kích này đến nay đã giết chết ít nhất 492 người và làm hơn 1.000 người bị thương buộc hàng chục ngàn người phải chạy trốn để tìm nơi trú ẩn an toàn. Có thể nói, vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin của Hezbollah tại Liban ngày 17 tháng 9 đã châm ngòi cho hàng loạt đợt không kích qua lại giữa Hezbollah và Israel những ngày vừa qua, tiếp tục kéo dài chỗ ngày tấn công ăn miếng trả miếng giữa hai lực lượng này. Được lực lượng vệ binh kích mạng Hồi giáo Iran thành lập vào năm 1982 trong cuộc nội chiến Liban Hezbollah là một trong những lực lượng quân sự phi nhà nước do Iran hậu thuẫn với sức mạnh vũ trang thuộc hàng bậc nhất thế giới. Đây cũng là tổ chức thuộc dòng Hồi giáo CT có sức ảnh hưởng về mặt chính trị và đang kiểm soát lực lượng vũ trang quyền lực nhất ở Liban. Lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan năm 2021 tuyên bố tổ chức này có khoảng 100.000 chiến binh. Tuy nhiên, theo các khảo sát độc lập cho biết, số lượng chiến binh chỉ dao động từ 20.000 đến 50.000 người. Trong đó, nhiều chiến binh đã được huấn luyện bài bản với kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong các cuộc xung đột ở Syria. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, Hezbollah có khoảng 120.000 đến 200.000 rocket và tên lửa. Phần lớn kho vũ khí hiện nay của nhóm là các rocket nhỏ, không có dẫn đường và được phóng từ mặt đất. Tuy nhiên, lực lượng này cũng được cho là sở hữu các tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm bao gồm cả tên lửa dẫn đường với khả năng tấn công sâu vào trong lãnh thổ Israel. Kho vũ khí của Hezbollah phức tạp và đa dạng hơn nhiều so với các loại mà tổ chức Hồi giáo Hamas ở giải Gaza sở hữu, theo đài BBC. Hezbollah là một thành viên trong trục kháng chiến được Iran hậu thuẫn và dẫn dắt suốt nhiều thập kỷ qua, bao gồm nhóm Hồi giáo Hamas ở Palestine và lực lượng Houthi ở Yemen. Trong số các thành viên của trục kháng chiến, Hezbollah được đánh giá là lực lượng hùng mạnh và có tâm ảnh hưởng nhất, đồng thời là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng hàng đầu đối với Israel. Cuộc nội chiến ở Liban kéo dài suốt 15 năm liên quan đến mâu thuẫn giữa các tôn giáo và giáo phái đã kết thúc bằng việc các lực lượng dân quân tham chiến đồng ý hạ vũ khí và ngừng tham chiến. Tuy nhiên, Hezbollah là một trường hợp ngoại lệ. Nhóm Hồi giáo này đã giữ lại vũ khí với lý do nhằm chống lại lực lượng Israel chiếm đóng ở miền nam Liban lúc bấy giờ. Hezbollah cũng nhận được sự ủng hộ trên khắp Liban trong cuộc chiến dai dẳng đẩy lùi Israel ra khỏi đất nước từ năm 2000. Báo The Guardian của Anh nhận định, chính sự hậu thuẫn to lớn từ các đồng minh Iran và Syria đã giúp Hezbollah giữ vai trò quan trọng ở chính trường Liban kể từ năm 1992. Ngoài ra, ảnh hưởng của Hezbollah càng được củng cố nhờ vào sự ủng hộ của các tín đồ CT ở Liban. Nhóm tín đồ này nắm giữ rất nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị như bộ trưởng hay các nhà lập pháp. Theo hãng tin Reuters, Hezbollah đã truyền cảm hứng và hỗ trợ các nhóm quân sự khác được Iran hậu thuẫn trong khu vực, bao gồm lực lượng vũ trang Hồi giáo dòng CT ở Iraq và giúp đỡ Tổng thống Syria Al-Assad trong xung đột tại Syria kể từ sau vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin của Hezbollah hôm 17 tháng 9. Các nhà lãnh đạo thế giới đã nỗ lực ngăn chặn khả năng xung đột israel Hezbollah leo thang đến đỉnh điểm do lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện có sự can thiệp của Iran và gây mất ổn định trong khu vực. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã ra lệnh cho tất cả thành viên ngừng sử dụng các loại thiết bị liên lạc sau khi hàng nghìn mảnh nhắn tin của Hezbollah phát nổ tại Libang ngày 17 tháng 9 làm hàng chục người chết. Hãng tin Reuters đưa tin ngày 23 tháng 9. Reuters dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Iran tiết lộ, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, viết tắt là IRGC, đang triển khai đợt kiểm tra quy mô lớn với mọi loại thiết bị, không chỉ riêng thiết bị liên lạc. Theo vị quan chức này, hầu hết các thiết bị được kiểm tra đều là hàng tự chế hoặc nhập khẩu từ Nga và Trung Quốc. Kể từ sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin, Iran cũng bắt đầu cảnh giác trước sự trà trộn của các điệp viên Israel, bao gồm cả những công dân Iran được Israel trả lương. Do đó, nước này đã tiến hành cuộc điều tra toàn diện về nhân sự nhằm vào các thành viên cấp trung và cấp cao của IRGC. Cuộc điều tra toàn diện sẽ xem xét kỹ lưỡng tài khoản ngân hàng của những thành viên này tại cả Iran và nước ngoài, cũng như lịch sử đi lại của người đó và gia đình. Quan chức trên nói thêm, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ của Iran hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Trước đó, các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương khắp Libang chỉ trong 2 ngày 17 và 18 tháng 9. Cuộc tấn công này nhằm vào các thiết bị liên lạc được nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn sử dụng. Chính quyền Liban đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công trên, đồng thời cho biết các thiết bị liên lạc này đã bị cài sẵn thuốc nổ ngay từ khâu sản xuất trước khi được đưa vào Liban. Hezbollah cũng thề sẽ trả thù và tiến hành cuộc điều tra nội bộ riêng về các vụ nổ. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ việc.